dưới. Mở ra. Mở cốp ra. Có ai không? A đi. A. Thần linh ơi, có người bắt cóc chị sao? Làm ơn cứu tôi với. Xin hãy cứu tôi. Chị làm gì trong này? A đi. A đi. Chị có thấy một thanh niên cao lớn đẹp trai, khoảng 32 tuổi, mặc bộ đồ thường không? Tôi không thấy ai cả. Tại vì tôi nghe tiếng phát ra, cho nên tôi tới coi. Giờ phải làm sao đây? Gọi cảnh sát không? Chị muốn giúp gì không? Cho tôi mượn điện thoại được không? Một chút thôi, làm ơn. Làm ơn. Ở đây không có sống. Chị làm gì vậy? Sao quăng điện thoại? Bể màn hình rồi. Cho chị mượn. Đâu mất rồi? Kỳ lạ vậy. Mẹ. Mẹ. Mẹ đi đâu mất rồi? Mong là mẹ không sao. Victor, Victor, lại đây. Mẹ tôi đâu rồi? Tôi không biết, ông chủ cũng mới tới hỏi tôi. Ba tôi đâu? Chắc ông chủ đi tìm bà chủ. Lúc nãy ông chủ gọi nhiều lần nhưng bà chủ không bắt máy. Cảm ơn. Thật tình. Mong là mẹ không sao. Mẹ đi đâu vậy chứ? Cẩn thận, mình đi đâu vậy? Tình cờ đây cũng là bài hát tôi thích. Cô nghe nha. Anh nói chúng ta đi đâu? Tới nơi rồi. Một trong những điểm đẹp nhất thành phố. Chỗ này đúng là đẹp thật. Thành phố này quá náo nhiệt, cho nên hãy tận hưởng yên bình và không gian tĩnh lặng này. Nhưng làm sao anh biết được chỗ này? Tại vì mấy ngày trước tôi có đọc được bài báo về những địa điểm đẹp nhất ở khu vực Mumbai. Và trong đó, đây là địa điểm đứng đầu. Cho nên tôi mới nghĩ. Nhưng có một vấn đề là xe không thể chạy vào đây. Không sao hết, tôi thích đi bộ hơn. Thật sao? Tôi cũng vậy. Mẹ không có ở đây. Sao mình cảm thấy có chuyện gì đó bất an? Cứ như có việc gì đó đang xảy ra. Để mình kiểm tra phòng tắm. Mẹ. Máu. Nếu mẹ lấy xe đi, chắc là tự lái. Kiếm chìa khóa xe.
bệnh viện Medicare. Có phải mẹ bị thương trong phòng tắm nên mới tới bệnh viện để kiểm tra vết thương hay không? Chắc mẹ tự đi vì không muốn mọi người lo lắng. Mẹ thật tình. Phải tới bệnh viện coi thế nào. Bệnh viện có tiếng động thì phải. Vô gia, cô đi đâu vậy? Hình như tôi mới nghe có tiếng động gì đó. Ai đó? Có ai không? Sao vậy? Tôi nghe thấy có tiếng động phát ra từ chỗ này. Ai vậy? Vô gia. Vô. Chào bác sĩ, tôi có thể giúp gì được cho cậu? Tôi là Arjun Huda. Tôi tới tìm mẹ là Anjana Huda, mất tích từ lúc nãy. Sao? Ông biết mẹ tôi à? Tôi tìm được danh thiếp này trong phòng của mẹ nên muốn tới đây kiểm tra thử. Tôi không biết bà ấy. Xin lỗi cậu. Sao ông? Sao ông lại căng thẳng như vậy chứ? Tại vì cũng đã trễ rồi, nhưng lại có nhiều bệnh nhân được chuyển tới mà toàn trường hợp khẩn cấp, cho nên phòng phẫu thuật phải hoạt động liên tục. Trong khi nhân viên thì ít, nên những thứ này cứ lẫn quẩn trong đầu của tôi. Ông biết mẹ tôi chứ? Sao? Ông trả lời cho rõ ràng. Nếu không thì nhờ cảnh sát. Cảnh sát? Cần gì lo cảnh sát vào đây? Cậu Arjun à, mau nói tôi biết ông quen mẹ tôi như thế nào. Thành thật trả lời, nếu không thì Tôi sẽ nói. Mẹ của cậu có một bí mật không ai biết ngoài trừ tôi. Bí mật gì? Bà ấy hoàn toàn không muốn để bất cứ ai ở trong nhà biết là bà ấy đang thành lập một trại hiến máu. Trại hiến máu sao? Việc này có gì để che giấu? Bà ấy vẫn hay nói là nếu làm từ thiện mà thông báo ra thì không còn là từ thiện nữa. Cậu là con của bà ấy, chắc cậu phải hiểu con người bà ấy hơn tôi. Bà ấy cũng mới nói cho tôi biết. Sao mày cứ cảm giác ông bác sĩ này đang nói dối? Mẹ vẫn hay làm từ thiện, nhưng sao lại phải giấu việc thành lập trại hiến máu? Không sao đâu vô gia, chắc cô nghe nhầm thôi. Có lẽ là có cành cây gì rớt xuống. Cô xem gió nè. Thôi bỏ đi, tôi đưa cô tới một chỗ này. Đi thôi.
Saxi à, hôm nay tôi cảm thấy chị đã chiến thắng và người thua là tôi. Có điều thần linh đã ủng hộ tôi rồi. Taxi. Tôi vẫn có cảm giác ai đó đang ở đây. Dù ra tôi là cảm giác là cô muốn có người thứ ba xen vào giữa chúng ta. Sao? Tôi đùa thôi. Chắc chắn là có người mà. Ai đó? Sao đi giá? Anh làm gì ở đây? Bởi vì tôi thấy cô tức giận rời khỏi nhà, cho nên tôi mới chạy theo xe của Asad để tới nhà gặp cô. Tôi thấy hai người tới đây nên tôi đi theo. Nhưng tại sao anh phải đi theo chúng tôi? Có chuyện gì không? Tôi có một hóa đơn cần cô ký gấp. Hóa đơn à? Phải. Chết rồi. Để trong xe. Adiya, anh Adiya. Sẵn tiện anh đã tới đây rồi, vậy cũng quá tốt. Tôi vẫn chưa có thời gian nói chuyện. Hay là mình đi chung tìm hiểu nhau luôn đi. Nhưng anh trả lời tôi đi, tại sao khi như vậy rồi còn đưa vô gia tới nơi quan vắng này? Anh có ý đồ gì? Tốt lắm, cuối cùng thì cũng có người hỏi ý đồ của tôi. Adiya à, vô gia lớn lên ở Mercedes, còn tôi ở Oxford lại xa London, cho nên cả hai chúng tôi đều thích núi rừng thiên nhiên. Người ta hay nói, anh có thể đưa một người rời khỏi thị trấn nhỏ, nhưng không đem thị trấn nhỏ rời xa họ được. Vì vậy tôi đưa Yoya tới đây. Nơi duy nhất ở Mumbai này sẽ giúp cho Yoya gợi nhớ về Mercedes của cô ấy. Tôi không hiểu. Tôi sẽ cho cô coi. Hết bông gòn rồi. Chắc không tủ của chị ấy có. Gì đấy? Xin chào Nu. Sự kiện hôm nay thế nào? Mẹ ơi, mọi thứ đều tốt đẹp hết, vậy sao? Nhưng chỉ trừ bà cô Anjana khủng long. Mẹ nói rồi, không nên nói người lớn như vậy. Mẹ,
Ít ra người lớn phải làm điều đáng được tôn trọng. Nó phải muốn nói gì rồi nói đâu, bắt tụi con phải nghe theo. Sao vậy, đã có chuyện gì? Mẹ biết sao không, con và chị và phòng cô ta cất quà còn dư. Mà đây là lời của chú Huda gọi. Sau đó cô anh China tới không cần biết chuyện gì, liền la mắng chị ấy một tràng. Nói rất nhiều câu quá đáng. Con cảm giác hình như cô ấy không được bình thường. Ý con không bình thường là sao? Ý là cô ấy như bị điên vậy. Người bình thường sẽ không hề cư xử như vậy đâu. Phản ứng cực kỳ dữ dội với những thứ nhỏ nhặt và không đáng. Chỉ có kẻ giết người bình hoạt mới như vậy mà thôi. Mặc kệ bà ấy đi, chắc là chị con giận lắm. Chị ấy buồn nhiều hơn là giận, bởi đã làm rất nhiều cho cô ấy. Mà thay vì cảm ơn, cô ấy lại la chị ấy. Con cũng rất tức giận. Ước gì Adiya ở đó, chắc anh ấy sẽ phản kích lại mẹ mình. Không phải Adiya, là Asad. Nếu Asad có mặt ở đó thì chắc chắn đã không để cho ai nói năng lớn tiếng với Yoya như vậy. Nu à, từ bây giờ ba thấy con cũng đừng định nhắc về cái nhà Huda đó nữa. Hôm nay sự kiện xong rồi đúng không Nu? Và con cũng đừng tới đó nữa. Dạ ba. Tất cả là của cô. Tôi đưa cô tới đây để coi chỗ này. Cô thấy sao? Có giống Mercury không? Thần linh ơi, không ngờ Mumbai đã có nơi giống Mercury như vậy. Adiya, sao? Anh nhìn đi, cảnh dưới đó rất đẹp. Anh biết không, có một vùng đất ở Mercury có khung cảnh rất giống chỗ này. Rất giống. Cảm ơn Asad. Món quà hôm nay rất quý đối với tôi. Là vinh hạnh của tôi. Đúng như vậy, chỗ này rất đẹp. Asad, phải công nhận anh mới tới đây đã có thể tìm được chỗ đẹp như vậy. Nhưng mà thật ra vẫn chưa trọn vẹn đâu, còn thiếu một thứ. Là thứ gì? Theo tôi.
cuối cùng mưa cũng tạnh rồi. Đúng vậy. Cà phê nóng hổi đây. Bánh cà phê đen. Làm sao anh, cho dù anh có đưa Yoya lên đỉnh tháp Eiffel, thì cô ấy chỉ thực sự hưởng thụ khi trong tay có ly cà phê và bánh. Đúng vậy. Trên đời này không có ai hiểu tôi bằng anh. Tôi chỉ muốn mãi mãi được nhìn thấy cô tươi cười. Nếu có anh bên cạnh, tôi sẽ luôn tươi cười. Càng phải công nhận là tôi có thể khiến cho Yuya cười. Nhưng anh mới là người đem hạnh phúc vào nụ cười đó. Để tôi thanh toán. Nữa không? Ai đã làm điều tốt sẽ gặp chuyện tốt chứ. Sau này mình không giúp ai nữa. Chỉ thấy một thanh niên cao lớn đẹp trai, khoảng 32 tuổi, mặc một bộ đồ thường không. Cậu ơi, anh xong chứ? Sao, nói thật đi, sao tới đây? Anh đã có đem theo hóa đơn, đúng không? Để tôi nói cho. Anh ấy theo dõi chúng ta. Chính xác. Câu trả lời được 10 triệu ruby. Sao? Dồi dà. Cô là người đã thuê đội bảo vệ cho bữa tiệc có đúng không? Phải, sau đó mẹ tôi thay bảo vệ. Vậy cô phải trả lại tiền bảo vệ chứ. Tôi quên mất. Để tôi gọi cho Vinod. Khuya dậy sợ anh không bắt máy. Để tôi gọi thử. Không bắt máy. Chính xác. Vì tôi không muốn cô chỉ bởi vì một cái lỗi nhỏ nhặt này đánh mất danh tiếng của mình ở trên thị trường. Tôi cũng đâu phải chỉ khách hàng của cô thôi. Tôi phải nói là nếu khách hàng nào mà cũng được như anh thì việc kinh doanh của tôi dễ biết bao nhiêu. Cô nói đúng. Như Adia nói, anh ấy giống bạn của cô hơn là khách hàng. Sai rồi. Thật ra tôi là một khách hàng tốt, một người bạn tốt, cũng là kẻ thù tốt. Nhưng dù cho tôi có là ai, cũng là vì vui vẻ.